Chào mừng các bạn đến với chuỗi livestream tiếng Nhật thực tế của Dũng Moody. Và đây là một chuỗi CD livestream mà bọn mình sẽ tổ chức trong hết tháng này cho đến hết tháng 9 mọi người nhé. Và các buổi livestream này sẽ được thực hiện vào 10 giờ sáng từ thứ 2 đến thứ 6 mọi người nhé. 10 giờ sáng là giờ Việt Nam. Thì trong đó lịch cụ thể đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì chúng ta sẽ là livestream về phần từ vựng. Còn thứ 3, thứ 5 thì các bạn sẽ livestream với mình. Đó là về một cái kỹ năng mà ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn, đó là kỹ năng đọc báo Nhật mọi người nhá. Thì chia sẻ với mọi người cái việc đọc báo Nhật ấy, nó là một trong những cái thói quen mà gần như nó đã theo mình từ cái thời điểm mà sau khi học hết N4, từ ngày xưa ấy mọi người, cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn duy trì cái thói quen đọc báo Nhật này. Và đây là một cái thói quen mà mình luôn luôn khuyến khích các bạn học viên của mình duy trì và thực hiện nó, bởi vì thông qua đấy chúng ta vừa có thể học được rất là nhiều về vốn từ vựng, tăng được rất là nhiều về vốn từ vựng, rồi những cái kỹ năng diễn đạt ở trong văn viết, ở trên báo chí. Và bằng cách đó chúng ta cũng có thể tiếp nhận những cái thông tin, thu thập rất là nhiều những cái thông tin mà liên quan đến Nhật Bản mà không cần phải gọi là gì nhờ mất quá nhiều thời gian nhá. Thì mỗi ngày mình chỉ cần duy trì 30 phút đến 1 tiếng đọc qua một bài báo Nhật cũng là rất tốt rồi nhá. Thế thì với những bạn mà mới học xong chương trình sơ cấp thì các bạn sẽ thường hay rất là sợ là đọc báo Nhật thì đọc những cái báo Asahi hay là rất là nhiều như là NHK các thứ thì sẽ có những cái mẩu tin nó hơi bị khó đúng không? Nhưng mà người Nhật rất là cẩn thận mọi người ạ. Họ có một cái trang báo, rất là trang báo của NHK, nhưng mà nó là cái trang báo mà ghi như này này, News Web Easy ですね. Thì tức là cái trang báo gì hả mọi người? Là cái trang báo mà Yasashi Nihongo de kaita news, được chưa nào? Là cái trang báo mà những cái tin tức nó sẽ được viết với tiếng Nhật rất là dễ, để phù hợp cho cả những người nước ngoài khi mà chưa giỏi, quá giỏi tiếng Nhật cũng có thể đọc được. Thì các bạn vào những cái trang báo như thế này, các bạn sẽ thấy rất là nhiều mẩu tin. Thì mỗi một trang báo, mỗi một cái mẩu tin đấy, mỗi cái trang tin đấy, nó sẽ có một cái phần đầu tiên, đó là một cái phần clip. Nếu mà những bạn mà học tiếng Nhật lâu rồi và cái kỹ năng của bạn tốt thì các bạn có thể nghe. Đây là cái gọi là cái video phát ra cái tin tức mà được nói bằng ngôn ngữ tiếng Nhật bình thường ở trên báo chí. Thì chúng ta nghe, chúng ta cũng vừa thể luyện nghe, luyện nói, mà nhưng mà nó sẽ phù hợp với những bạn từ trung cấp trở lên nhá. Còn lại từ cái mẩu tin này thì người ta sẽ diễn giải nó thành một cái trang tin tức mà nó được viết bằng những cái Yasashi Nihongo nhé. Về mặt từ vựng thì sẽ có thể gặp những cái từ vựng từ tầm N2 cơ. Tuy nhiên về những cái cách diễn đạt trong câu văn, cấu trúc câu thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc được nếu như mà các bạn chỉ cần học xong N4 nhá. Vậy thì trong cái hành trình mà livestream về tiếng Nhật thực tế và trong cái phần mà mình đảm nhận một tuần 2 buổi là đọc bằng tiếng Nhật ấy, thì mình sẽ cùng với các bạn đọc những cái trang tin này. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đọc một cái mẩu tin mà liên quan một cái chủ đề rất là thân thuộc với các bạn. Đó là chủ đề về nhà máy điện hạt nhân, một cái sự cố mà xảy ra vào năm 2011, là cái thời điểm mà chính là cái năm mà mình bắt đầu học tiếng Nhật đấy mọi người ạ. Đó nhá, thì cái mẩu tin nó có tên là gì nhỉ? Fukushima ken Namie machi 14 nen no aida dekinakatta bon odori o tanoshinda. Ok. Trong cái câu này nhá, có một cái từ mà cô thấy là các bạn rất là hay đọc sai, đó là 14 năm, các bạn hay đọc là gì ạ? Jiu gì ạ? 14 nen đúng không? Nhớ này, 4 năm bao giờ chúng ta sẽ đọc là jiu yo nen ですね. Không có ư nhá. Jiu yo nen. Được chưa nào? Thì mình sẽ hiểu cái chỗ này là gì đây ạ? Fukushima ken là tỉnh Fukushima. Ok. Và Namie machi ですね là cái thị trấn, là cái thành phố Namie thuộc cái tỉnh Fukushima này. Thì ở cái tỉnh này thì gì ạ? Chúng ta có cái cụm này là gì nhỉ? 14 nen no aida dekinakatta bon odori. Đây là cả một cụm danh từ của chúng ta đúng không? Cái điệu múa bon, cái mà không thể thực hiện được trong suốt 14 năm. Thì bây giờ làm sao? Cái câu cuối cùng của chúng ta gì nhỉ? Tanoshinda là gì nhỉ? Là mình thưởng thức, tanoshimu desne. Thưởng thức điệu múa bon, cái mà đã không được thực hiện trong suốt 14 năm. Thì chính là 14 năm từ khoảng 2011 đến nay 2024, là trong 14 năm đấy thì người ta tính là ở trong suốt cái khoảng thời gian hơn 14 năm từ cái ngày đấy đến bây giờ đấy mọi người ạ. Được chưa? Thì các bạn hình dung ra cái đề tài của chúng ta ngày hôm nay chưa? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào từng câu một nhá. Đây, trên này vì là nó để phù hợp với người nước ngoài đọc tiếng Nhật, thế nên là nó còn cho thêm cho chúng ta cả furigana nữa mọi người ạ. Tuyệt vời không? Đây là cũng là một cái cách rất là tốt để các bạn tăng lại vốn từ vựng và ôn lại cả về mặt chữ Hán cho mình nhá. Nào mình cùng nhau đọc nhá. Câu đầu tiên nhá. OK. 2011年の原子力発電所の事故の後、
Fukushima ken Namie machi no Tsushima chiku ni sunde ita hito tachi wa hinan shite gaeru koto ga dekinaku narimashita. Rồi, các bạn nhìn thấy không ạ? Trước tiên, các bạn muốn giải quyết về phần ngữ pháp hay là phần từ vựng trước nào? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn cho mình khung câu văn trước nhé. Chúng ta tập trung vào cái kỹ năng mà chúng ta đọc để phân tích câu ạ nhé. Thì bây giờ khi mà nhìn vào một câu, các bạn nhìn cho mình theo từng cái dấu phẩy một. Đây một cái đoạn văn nó viết rất là đơn giản, chúng ta hoàn toàn có thể theo dõi nó qua từng dấu phẩy một. Ato desu ne, sau thế nào đó này. Thì chủ ngữ ở đâu ạ? Hito tachi wa. Chúng ta nhìn cho cô những cái phần tách câu và tìm cho cô những cái chủ ngữ mà đứng trước. Wa, ga và mo. Ok. Thì tiếp theo này. Hinan shite desu ne. Và kaeru koto ga dekinaku narimashita. Rồi. Cái cấu trúc câu văn sẽ là sau thế nào đó thì những người thế nào đó thì đã hinan shite desu ne, đã đi thế nào đó và đã không thể thế nào đó. Đúng chưa mọi người? Các bạn có nhìn thấy cái khung câu văn đấy không? Ok chưa? Xong khung câu văn rồi, chúng ta đi vào phân tích từng từ vựng, các bạn nhớ cho cô nhá. Rồi, những cái chỗ này sẽ hơi khó một chút, tầm N3, N2 này. Các bạn có biết jiko desu ne? Jiko là gì nhỉ? Jiko là sau cái sự cố, hoặc là jiko ví dụ trong cái giao thông sẽ là tai nạn giao thông chẳng hạn, đúng không? Jiko desu ne. Rồi, tiếp tục chúng ta có từ genshiryoku hatsudensho desu ne. Thì chúng ta có từ genshiryoku là gì ấy nhỉ? Là năng lượng hạt nhân đấy, đúng không? Và hatsudensho là cái nhà máy phát điện ấy mọi người. Đó, thì bây giờ là sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011. Khi mà các bạn tìm được một cái cụm như thế này rồi thì một cái cụm danh từ bao giờ chúng ta cũng đi từ phải sang trái cho cô nhá. Từ cái cụm danh từ chính sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011. Được chưa? Thì gì ạ? Chủ ngữ mình đi lên trước này. Chủ ngữ đó là những người. Thì hitotachi desu ne, nó sẽ là cái danh từ chính của cái chủ ngữ đấy. Và từ chỗ này cho đến cái này, nó sẽ là mệnh đề bổ nghĩa cho cái những người đấy. Thế thì mình sẽ nhìn vào bên trong cho cô này. Những người mà đã sống sundeita ở cái gọi là cái khu vực tên là Tsushima. Được chưa nào? Khu vực tên là Tsushima thuộc cái thành phố Namie của tỉnh gì đấy nhỉ? Fukushima. Thì những người này làm sao? Chúng ta có từ hinan shite desu ne. Họ đã đi lánh nạn, đi sơ tán. Một từ vựng của N2 nhé mọi người nhé. Hinan từ lượng là lánh nạn, là đi sơ tán. Và những người gì ạ? Những người này thì kaeru koto ga dekinaku narimashita. Họ đã không thể trở về nhà. Ngữ pháp của N4 đúng không? Được chưa? Hay. Nhớ lại, đọc lại một lần này. Sau cái sự cố ở nhà máy phát điện hạt nhân vào năm 2011 thì những người mà đã sống ở khu vực Tsushima thuộc thành phố Namie của tỉnh Fukushima thì họ đã đi lánh nạn và không thể trở về nhà được. Được chưa nào? Tiếp tục này. Ok, tiếp nhá. Hōshasen no ryō wo sukunaku suru sagyō ga susunde kyōnen Tsushima chiku no ichibu ni sumu koto ga dekiru yō ni narimashita. Veru yō ni narimashita. Các bạn biết là gì không ạ? Là một cái sự thay đổi về mặt trạng thái đúng không? Đã trở nên là có thể thế nào đó. Ok. Rồi, thế bây giờ mình sẽ nhìn tiếp này. Tiếp tục này. Susunde sẽ chia câu thành từng cái vế một cho cô nhá. Chia câu thành từng cái vế một. Đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là khi cái công tác gì đó nó susumu. Một cái công tác, một cái gọi là một cái công việc gì đó nó được diễn ra đúng không? Nó được tiến hành. Thì công tác đấy là cái công tác gì? Nó chính là cái công tác gì đấy ạ? Công tác này sẽ là cái cụm từ bổ nghĩa cho cái từ sagyō đấy. Được chưa nào? Khi những cái công tác mà làm giảm thiểu cái gì đấy, hōshasen no ryō wo sukunaku suru sagyō desu ne. Khi mà những cái công tác làm giảm thiểu cái lượng tia bức xạ đúng không? Tia phóng xạ ấy. Nó gì ạ? Tia phóng xạ nhá mọi người nhá. Nó gì nhỉ? Nó được diễn ra thì vào năm ngoái đúng không? Sau cái quá trình mà cái công việc, những cái cái công việc mà nó giảm thiểu cái lượng tia phóng xạ, nó gì ạ? Nó diễn ra thì vào năm ngoái. Làm sao ạ? Cả một cái cụm từ koto trở về trước sẽ là cái điều mà có thể đấy đúng không? Thì vào năm ngoái người ta đã có thể đúng không? Sống ở một khu vực thuộc cái gì nhỉ? Thuộc cái khu vực là thuộc gì đấy? Tsushima rồi. Đó nhá. Dịch lại nhá.
sau cái quá trình làm giảm thiểu lượng tia phóng xạ thì vào năm ngoái đã có thể sống được ở một bộ phận trong gì nhỉ, trong cái khu vực Tsushima, được chưa? Rồi, các bạn thấy hay không ạ? Chưa quan trọng nội dung như thế nào nhưng mà cũng thấy là học tiếng Nhật qua như này không hề chán và rất là thú vị, đúng không mọi người? Chúng ta ôn lại được rất là nhiều thứ nhá. Nên các bạn đừng bỏ lỡ những buổi livestream này cùng với thầy cô nha. Tiếp tục nha, trong đoạn sau này. しかし, Tsushima 地区に帰った人は多くありません。Các bạn thấy chưa? 多くありません là cái vị ngữ của chúng ta. Và cái chủ ngữ đây là đây, đúng không? Tuy nhiên thì những người mà trở về cái khu vực Tsushima này thì không có nhiều. 多くないですね。多くありません。Đó, dễ không? Rồi, câu này rất là dễ, rất là đơn giản, đúng không? 住んでいる人たちは街が賑やかになるようにお祭りを開きました。Rồi, câu này cũng toàn ngữ pháp của đời 4 đấy mọi người ạ. Những người thế nào đó, đây là chủ ngữ của chúng ta đúng không? Những người mà đang sống ở đó. Tức là người ta bảo là gì nhỉ? Một bộ phận là có thể sống được rồi đúng không? Thì bây giờ có không được, không quá nhiều người trở về nhưng mà cũng có người sống ở đấy. Thì cái cụm này là 住んでいる人たちは những người mà đang sống ở đó đấy. Thì làm sao ạ? Thì họ đã tổ chức cái này để thế nào đó. Cái yoni này nó sẽ diễn tả một cái gọi là mục đích hướng tới một cái trạng thái ở đó đúng không? Những người mà đang sống ở đó thì họ đã tổ chức lễ hội omatsuri o hirakimashita ne. Để được chưa nào? Để thế nào thì sẽ cả cái cụm này. Cả cụm này đúng không? Để gì ạ? Machi ga nigiyaka ni naru desu ne. Để cái thành phố, cái khu phố nó trở nên gì ạ? Nó trở nên nhộn nhịp hơn, nigiyaka ni naru desu ne. Được chưa ạ? Rồi, tiếp tục nhá. Hoka no tokoro ni hinan shite iru hito nado mo kite 100 nin gurai ga atsumarimashita. Các bạn sẽ gặp được rất là nhiều những cách nói hay này. Nado mo desu ne. Cả, có cả những người, ví dụ thế nào đó nhá. Nado là mình đưa ra một cái ví dụ đúng không? Cả và mo là gì nhỉ? Mình nhấn mạnh cả những cái người như là, được chưa nào? Cả những cái người như là thế nào đó thì cũng đến và gì đấy nhỉ? Về sau chúng ta sẽ thấy là cái chủ ngữ nó sẽ đi với cái động từ là atsumarimashita. Atsumarimashita là tập hợp tới lại đúng không? Thì mình sẽ hiểu là gì đấy? Và cả những người như là người gì ạ? Người mà đang lánh nạn, đang đi sơ tán ở những cái khu vực khác, được chưa nào? Hoka no tokoro ni desu ne. Thì họ cũng tới và đã có tới khoảng 100 người tập trung lại trong cái lễ hội đó. Ý là như vậy nhá. Hai. Rồi tiếp này, đến đây rồi đúng không ạ? Omatsuri dewa desu ne. 14 nen no aida dekinakatta bon odori o okonaimashita. Vừa nãy các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta đây là mở hội đúng không? Thì bây giờ chúng ta có là tổ chức cái gì đó, thực hiện cái gì đó, chúng ta có là bon odori o okonau, đúng không? Là gì ấy nhỉ? Và ở cái lễ hội đấy thì omatsuri dewa desu ne. Ở cái lễ hội đấy thì đã tiến hành, đã thực hiện cái điệu múa bon, được chưa? Điệu múa rất là truyền thống của Nhật Bản đúng không? Cái mà chính là cái câu tiêu đề của chúng ta này. 14 nen no aida dekinakatta desu ne. Đã không thể thực hiện được trong suốt 14 năm vừa rồi. Ok chưa? Hai. Và taiko ya fuyu no ongaku to issho ni minna de odotte tanoshinde imashita. Ok. Các bạn dịch câu này là gì ạ? Và mọi người thì làm sao nhỉ? Mọi người đã cùng nhau. Tức là mọi người đã cùng nhau nhảy múa cùng với gì ạ? Cùng với âm nhạc trong cái gì đấy, trong tiếng trống và tiếng sáo đúng không? Và gì đấy nhỉ? Mọi người đã rất là gì đấy nhỉ? Mọi người đã nhảy và thưởng thức cùng với nhau nhá. Tanoshindeiru, tanoshimu là gì nhỉ? Thưởng thức vui vẻ với cái gì đó. Mình sẽ dịch lại nhá. Và mọi người đã cùng nhau múa và rất là vui vẻ với gì đấy nhỉ? Với âm nhạc trong tiếng trống và tiếng gì đấy nhỉ? Tiếng sáo nhá. Hãy xong rồi đó, đến câu cuối cùng nha mọi người nha. Câu cuối cùng này. Odotta dansei wa hisashiburi ni bon odori ga dekite ureshikatta shi tanoshikatta desu. Karada ga odori kata o oboete imashita to hanashite imashita. Ok, các bạn nhìn cho cô nha. Cả cái câu này rất là dài. Nhưng mà các bạn để cho cô này, cái chủ ngữ nó ở đây. Và cái vị ngữ nó ở đây có một cái thôi.
người đàn ông đã tham gia nhảy ấy thì đã nói rằng, đã nói chuyện, và cả cái đoạn dài dài ở giữa nó là cái câu nói của người ta, thì mình lại dịch riêng ta nhá. Hay cái người đàn ông đã tham gia nhảy đã nói rằng là hisashiburi ni là gì nhỉ, lâu lắm rồi đúng không, thì có thể nhảy cái điệu múa obon đấy đúng không, obon ga obon dori desu ne, bon dori ga dekite, có thể lâu lắm rồi mới nhảy cái điệu múa bông đấy, thế nên là rất là ureshikatta shi, rất là hạnh phúc và rất là vui đúng không? Ừ, tanoshikatta desu. Ok chưa? Và karada ga obo a chị gọi karada ga odorikata o oboite imashita, và cái cơ thể của tôi đúng không? Cơ thể của tôi đã gì nhỉ? Đã cũng vẫn nhớ đúng không? Vẫn nhớ được, đã nhớ được cái gì đây nhỉ? Cái cách nhảy đấy. Đó. Hay thì đây là cái câu cuối cùng mà người ta trích lại cái lời phỏng vấn của cái người tham gia cái điệu múa bông đấy, điệu múa bông đấy trong cái lễ hội mà tổ chức ở tỉnh Fukushima thuộc cái thị trấn nhỏ đấy nha. Hay, thế thì bây giờ trước khi kết thúc thì chúng mình hãy cùng nhau nhìn lại cho cô những cái từ vựng rất là hay nhá. Mọi người nhá. Các bạn về ghi lại cho cô này. Hy vọng là những cái buổi học tiếng Nhật thông qua việc đọc báo như thế này thì sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều được, bổ sung được thêm nhiều những cái vốn từ vựng thực tế, và đặc biệt là chúng ta học được những cái cách diễn đạt trong văn viết của người Nhật, và từ đó chúng ta cũng có thể ôn lại những cái mẫu ngữ pháp mà các bạn đã hoàn toàn có thể gặp trong chương trình học của chúng mình nhá. Hãy chào minasan, bye bye.